lâu lắm rồi mới check in lại Trần Long. Thế mình ghi lại một đoạn xem Trần Long hôm nay có gì mới không vị. Rất quen thuộc, đây là nhà hàng Trần Long, nhà hàng hải sản Trần Long, nằm trên đường Trần Bình Trọng, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Một, tỉnh Bình Dương, là một trong những nơi tiếp khách gọi VIP nhất Bình Dương. Biệt đây là thức ăn ngon, hải sản tươi sống. Đây bên đây nữa vị, thấy không? Quyên cái bên trái là hải sản tươi sống này. Đó. Có cái sảnh rộng, thiệt là rộng. Bên phải có nơi vui chơi cho thiếu nhi. Và đặc biệt ở trong là những hầm rượu nha. Phía trong là những hầm rượu. Đó, hải sản tươi sống chế biến tại chỗ nè. Qua bên này, quý vị thấy nè. Đó, bên đây khu vực các anh bếp nấu. Rồi chúng ta check in nha. Đây nếu như vô đây không biết thì hỏi quản lý cũng được. Ở đây kiểm tra thử cái sinh nhật của chị Ngọc chỗ nào. Ra đây. Đây sinh nhật chị Ngọc không nào em? Thanh Ngọc á. Ừ, rồi cảm ơn em. Đây. Đó. Không biết thì hỏi tiếp tân. Đây quan trọng nha, quan trọng ở đây là những hầm rượu. Em sai phòng nào? À, rồi phòng mấy? Roma. Rồi ok, đi chậm rãi thôi, lâu lắm rồi mới ghé đây. Rồi có gì khác không? Vẫn vậy em. Đây đúng rồi, đây các bạn chỉ dẫn luôn nè. Đó, Thanh Ngọc phòng Roma. Ở xem phòng Roma như thế nào. Đi thẳng nè. Ở đây nó quan trọng là vậy nè vị, thấy không? Đấy, quan trọng là những cái hầm rượu như thế này. Không có vấn đề gì đâu, anh ghi sơ. Ai trời. Đó, đúng không anh đây nè. Đó, cho một khách đến là này, xuất in nữa. Thấy chưa, quá đã chưa? Trời ơi, sao chúc mừng sinh nhật Ngọc. Em ngồi đây nha, gần anh Tuấn. Cái view, cái view. Nè, thầy quay phim chứ phải chụp ảnh đâu đây. Hello. Hello nha, chào nha. Sinh nhật của Ngọc á. Sinh nhật của Ngọc, cô cũ Khanh Ngọc, Bình Dương. Dạ, sinh nhật của Ngọc thì Ngọc cũng chúc toàn thể cái khách hàng nha. Nói chung là bạn sự gì, mọi điều được dạng sự gì. Dạ, ok, cảm ơn Ngọc nha. Đi lên, đi lên. Đây. Quy tổng quát một một vòng về không khí của Trần Long. Dạ. Dạ. Rồi chút nữa quay tiếp.
Anh không cho biết. Bây giờ anh cứ lên đây thì em lấy cái dĩa anh.